chào cả nhà đã đến với kênh của mình nha. Thì ngày hôm nay mình có làm một món đó là bạch tuộc sốt siêu cay. Mình có làm thêm một ít nấm, ít mì. Thì hai con bạch tuộc này mình có mua là gần 1 kg, tầm khoảng 85 ngàn tại ghe cả nhà. Nếu như mà cả nhà mà mua ở ngoài á thì giá nó sẽ nhỉnh hơn và cao hơn một tí nha. Thì ăn kèm cái món bạch tuộc này có là xà lách nè, ít rau răm và dưa leo. Rồi thì mời cả nhà cùng ăn với mình nha. Giờ mình có chuẩn bị thêm một cây kéo để cắt cái tua con bạch tuộc này cả nhà. Thôi cả nhà thấy cái tua nó tuy nó không được to lắm nhưng mà bằng cái ngón cái của mình rồi cả nhà. Cái bạch tuộc á cái bạch tuộc ở cái nhà nó dai dai giòn giòn, cộng thêm cái nước mình làm á, nước sốt mình làm á thấm vô ăn cái con bạch tuộc ngon cả nhà. Cái con bạch tuộc này cả nhà mua loại tầm khoảng nửa ký, ăn thì cái thịt nó mềm nó ngon hơn mà cái loại ký mấy 2 kg nha cả nhà. Ký mấy 2 kg á thì nó to thiệt nhưng mà ăn nó không ngon mà cái loại ở đây đâu cả nhà, thịt nó mềm. Nấm này cả nhà. Nấm ngon, giòn. Bạch tuộc nha cả nhà, mình là loại này loại câu nha, chứ không phải là loại mình đánh lưới đâu. Cái bạch tuộc thì làm rất là nhiều món ngon luôn, như gỏi này, hay là mình luộc nước gừng á, hấp nước gừng mình chấm với là mắm gừng á, ăn cũng ngon lắm cả nhà. Nhưng mà mình quyết định là mình làm cái món sốt siêu cay như thế nào nhưng mà cũng ngon á cả nhà. Cái nước sốt đó mình làm nó vừa ăn á, nó không có mặn đâu nha cả nhà. Thấy cái thịt bên trong nó trắng đã không cả nhà. Thật sự cái con bạch tuộc này mình sốt như vậy ăn rất là ngon luôn á.
Cái bạch tuộc à, có nhiều cái loại mình để đánh nó lắm cả nhà. Ví dụ như câu nè, đi soi nè, hay là mình thả lòng mà, hay là cái con ốc mà ốc mà vỏ nó loại to á, mình có thể bỏ nó dưới cột cái dây lại, mình bỏ dưới biển á, cái mình con bạch tuộc nó sẽ chui vô, mình kéo lên. Không bữa nào mình thì kiếm mấy con bạch tuộc mà nhỏ nhỏ, mình nấu cà lá mì chua nhiều nhiều vô ăn hết sảy luôn. Chờ có dịp ở cả nhà mình sẽ đi săn bạch tuộc, mình quay lại cảnh mà săn bạch tuộc cho cả nhà cùng xem hấp dẫn đó nha. Lúc mà mình soi được á, kéo nó lên phun túi rồi đó, nhìn hấp dẫn lắm. Mà cái là máy của mình nó không có chống nước đó. Phải chống nước mình lặn mình quay cái cảnh trực tiếp luôn nó mới hấp dẫn. Nó sẽ hấp dẫn hơn là lúc mình bắt lên bờ, do nó dưới nước á, cảnh mà nó bao nó chui vô hang như thế nào á, mình bắn có cái nỏ cái nào có đèn dây thun nữa, mình kéo mình bắn. Cái đó gọi là đi soi cái nhà. Bạch tuộc có những con mà loại lớn á, nó tầm khoảng 3 kg mấy gần 4 kg luôn á nha, nó to mà xì ra. Nhưng mà cái loại đó mình ăn nó hơi dai một tí, nó không có ngon bằng con cỡ 5 số lạng. Phía trong cái con bạch tuộc này nó có cơm á, ăn bùi bùi ngọt ngọt ngon mấy nha.
Bạch tuộc thì nó ngon nhất là cái tu này. Ngọt, mình nhai có đồ sớ ăn ngon cái nha. Trong bọc kính mà cũng có con ruồi nữa. Cái con bạch tuộc tư á, cả nhà hấp á, nó sẽ không teo lại nha, nó teo nhưng mà nó teo cái dạng vừa phải đâu. Còn mà cả nhà mà mua mà kiểu như nó bị qua nước đá rồi ngâm lạnh nữa, cả nhà rồi cả nhà chỉ luộc cái gì con bạch tuộc này nó chỉ teo lại mà ăn nó cũng không có ngon nữa. Mì nãy mình thấy nhiều quá. Cả nhà mà thấy món gì mà ngon ngon lạ lạ, cả nhà bình luận ở dưới. Nếu mà mình cảm thấy nó nằm trong khả năng của mình á, mình sẽ thực hiện cái món đó nha. Thì mình nghĩ là cái món này ngon đó nha. Cả nhà nếu mà có cơ hội thì cả nhà làm thử cũng ok á. Chắc là số mì này mình ăn không hết đâu cả nhà. Giờ mình xin kết thúc clip tại đây luôn nha. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video của mình và hẹn gặp cả nhà trong clip tiếp theo. Bye bye.